lòng con. Ba, ba, con khổ quá ba. Lòng ơi. Dạ. Lòng ơi, ba hại con rồi, con ơi. Ba, ba tới hồi nào vậy ba? Ba tới đây nãy giờ, nhưng ba đứng đẹp sao chuột trâu á, nên ba vô tình đã nghe tất cả rồi con à. Sao ba không ở nhà, ba ra đây làm chi vậy ba? Cây mãng cầu con trồng lúc trước nay nó có trái, má con biểu ba đem ra đây cho vợ chồng con ăn lấy thao. Ba bơi xuồng từ sáng tới giờ mới tới đây, nhưng bây giờ thì chắc con không còn bụng dạ nào để ăn nữa hả con? Không đâu ba ơi, con ăn mà, con ăn mà ba. Ba đưa mãng cầu cho con đi ba. Đây nè con, ăn đi con. Con ăn nè ba ơi. Ba đừng khóc nữa nha ba. Con ăn mà. Mà bóng hình năm xưa đâu còn nữa. Giờ đây trước mặt tôi là một thân hình tiều tụy héo hon bởi những trận mưa đó. Ba lòng nhìn con mà bà không sao ngăn được lệ. Ba khóc đây không phải là gì, không cho mình bạc phần, mà khóc cho lúc hậu đồng nông nổi của ba. Thấy người ta sang giàu mà ba chẳng kịp nghĩ suy, đã bắt em gả con khi tuổi đời còn non dài. Nhưng từng cho con có một cuộc đời tươi sáng, nhưng có ngờ đâu là bóng tối mình buồn. Ba ơi, tháng hai mười hai bên nước trong nhờ đục chiều, con chấp nhận cho mình mà. Ba, xin ba đừng tự trách mình như vậy. Dạ lại, chỉ tại má chồng của con nóng giận nhất thời, chứ thật ra má chồng con cũng thương con nhiều lắm ba. Và chồng con cũng vậy nữa. Nếu họ thương con thì đâu xem con như cặp thù. Nếu thương con thì con đâu ăn uống bên vỉa hè. Và con đâu phải tàn tạ như vậy, đâu phải nát thân dịch bầm ngang dọc, đâu phải nghẹn ngã
nhà trong cảnh nước mắt trắng cơm. Trời ơi con tôi từ khi lọt lòng cho đến lúc thành nhân, tôi chưa đánh nó một bạc tay, tôi không một lời nặng nhẹ. Vậy mà hôm nay người ta đánh đập rẻ thịt, còn thua là cho dữ nhà. Lọt ơi, chết quá lọt ơi, ba chết mặt con ơi. Ba ơi, ba đừng xúc động quá ba ơi. Ba nhằn xuống đi ba. Ba mà có bề gì thì tội của con còn nặng hơn nữa đó ba. Thà là ba chết còn hơn chính ba đã đẩy con vào bóng tối. Giờ đứng nhìn con kêu gào mà ba chịu bó tay như vậy. Ba, ba ơi, có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc ấm yên? Con đau một chứ ba như trăm ngàn vết chém, ơn nghĩa sanh thành nuôi dưỡng thương yêu con chưa báo đáp, bây giờ đây con còn là mẹ cha đau khổ. Từ chỗ chi kiến đã tạo thành quy luật, bên nước mười hai đục chịu trong nhờ. Con đã lớn rồi nên con liệu sức của con. Con xin ba đừng vì con mà sầu bi khổ lụy. Nếu lỡ xảy ra những điều đáng tiếc, tội bất hiếu con thờ còn chồng chất thêm sâu. Long ơi, bây giờ ba biết làm sao đấy con? Ba ơi, nếu thương con thì xin ba hãy về đi ba. Ba về thì đành rồi, nhưng nhìn con đau khổ như vậy, ba gặp lòng không đặng con ơi. Còn nếu như bắt con về thì không được đâu ba ơi, con không thể nào về với ba được đâu. Vì của hồi cháu một thì phải đền mười, gia thế mình bây giờ thì ba cũng biết rồi đó. Bán cả nhà ruộng vườn thì ba đâu có ngại, nhưng ba chỉ ngại miệng đời tái tiếng thị phi, nó sẽ kéo dài muôn tuổi. Con gái có chồng mà bị trả về là thứ gái hư, ba làm sao chịu nổi sự nhục nhã này hả con? Ba ơi, nhưng con không có hề hữu thân mất nết ba. Chuyện đó thì mình biết, chứ thiên hạ đâu có ai hiểu cho mình. Rồi biết má con có chịu nổi sự dèm phá, tiếng thân bệnh già nay ốm mai đau như ngàn cảnh theo sợ tóc. Rồi mai mốt thác xuống cửu truyền, ba còn mặt mũi nào mà gặp ông bà hả con? Thôi ba về đi ba ơi, con không thể nào về với ba được đâu ba ơi. Con xin ba hãy tha tội cho con bất hiếu. Thôi thì cuộc đời có mấy năm mươi năm, con ơi, con hãy ráng chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua cái kiếp này nghe con. Con biết, con biết rồi ba. Ba về nghe con, ráng mà bảo trọng thân mình. Ba không còn cách nào để cứu con rồi con ơi. Ba về nghe con. Ba, ba ơi, xin ba hãy nhận con một lại này coi như là báo hiếu. Đứng lên đi con.
về. Không biết chừng nào ba mới gặp con lắm ơi. Miệng đời ác lắm con ơi. Ráng cẩn thận giữ gìn, đừng để gia đình mình mang tai tiếng nghe con. Ba về, ba về. Ba, trời đất mênh mông mà con không có đất dung thân. Ba ơi, ba ơi.